Sau trận chung kết World Cup 2022 vào tháng 12 năm ngoái, lứa thế hệ vàng cùng chiến tích vô địch thế giới năm 2018 tại Nga của đội tuyển Pháp giờ đây chỉ còn là kỷ niệm trong tâm trí của những người dân. Lần lượt những công thần trụ cột năm nào như Lloris, Varane, Kanté, Pogba, Griezmann đều đã tuyên bố giải từ đội tuyển, hay tệ hơn là xuống phong độ vì chấn thương. Tuy nhiên, vẫn còn đó một báu vật vô giá mà nước Pháp có thể mong chờ: Kylian Mbappé. Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất tại World Cup 2018 nay đã là một tiền đạo 24 tuổi đầy bản lĩnh và trưởng thành. Nói trưởng thành thì cũng không hẳn, bởi vì Mbappé đã từng nhiều lần gây biết bao sóng gió cho thế giới bóng đá. Nhưng nếu đánh giá Mbappé không phải là một cầu thủ bản lĩnh thì không đúng. 5 năm vừa qua là một hành trình rất dài. Kylian Mbappé đã trải qua biết bao thăng trầm, thành công cũng như thất bại. Nên có lẽ với những tin đồn về việc ngôi sao của PSG sắp được trở thành đội trưởng của tuyển Pháp vào những ngày vừa qua cũng chẳng có gì lạ. Phần thưởng cho sự tín nhiệm. Kylian Mbappé là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Có lẽ sẽ không ai phản đối mệnh đề này. Thậm chí có nhiều người còn cho rằng Mbappé sẽ là người duy nhất có thể tiệm cận được với đẳng cấp của hai huyền thoại sống Ronaldo và Messi. Mbappé có thể không chen chân vào cuộc đua giành quả bóng vàng giữa hai huyền thoại trên như Luka Modric hay Benzema đã làm được, hoặc cũng chưa từng nhận được Champions League hay Euro. Nhưng Mbappé năm nay mới chỉ 24 tuổi, nên nhớ rằng có rất ít cầu thủ có thể nâng cao bộ ba chiếc cúp danh giá trên trong sự nghiệp của mình. Và vẫn còn thời gian để Mbappé có thể chinh phục thành công những thử thách đó. Sự xuất sắc của Mbappé thậm chí còn được kiểm chứng khi chính Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đích thân thuyết phục anh ở lại PSG. Mbappé còn có sức ảnh hưởng lên toàn bộ nước Pháp khi mà chính phủ nghiêm cấm các gia đình đặt tên con là Mbappé. Nói như vậy cũng đủ hiểu Mbappé là báu vật của nước Pháp. Và dĩ nhiên, vị trí thủ lĩnh lập lờ chính là phần thưởng cho sự tín nhiệm, là một lời hứa đảm bảo cho tương lai vị thế số 1 của Mbappé tại gà trống của loa. Nhưng nếu nhận xét một cách công tâm thì tấm băng thủ quân không hề quá rộng và quá tầm so với cánh tay của Mbappé. Hãy nhìn lại World Cup 2022, bộ khung của Didier Deschamps đã từng giúp ông vô địch thế giới năm 2018, nay đã không còn vững chãi như xưa. Những trụ cột như Pogba, Kanté, Varane, Griezmann dường như đã để lại toàn bộ tinh túy của mình trên đất nhà. Benzema thì lại chứng minh anh không còn hợp vía với đội tuyển như gà son Giroud và phải khăn gói về Madrid sớm vì những mâu thuẫn lục đục nội bộ. Những tài năng trẻ như Thuram, Camavinga, Tchouaméni hay Kolo Muani vẫn còn quá non để đối đầu với hàng thủ chế đầy tiêu xảo của Argentina khi bước vào một trận đấm lớn. Duy chỉ có Mbappé là cầu thủ đầy bản lĩnh và tự tin nhất khi anh đã sút thành công 3 trên 3 quả luân lưu trong trận chung kết đó. Mặc dù trước mặt anh là một Emiliano Martinez ran ma và đầy tinh quái với những chiêu trò hắc ám. Thậm chí Mbappé còn sắm vai đầu tàu là chỗ dựa tinh thần và là người thúc đẩy những chiến binh gà trống trong phòng thay đồ vào giờ nghỉ giữa hiệp khi Pháp đang bị thua 0-2. Chính những lời phát biểu đầy cảm xúc đã tiếp ngọn lửa năng lượng để Pháp ngược dòng ngoạn mục, cân bằng tỷ số 3 đều để kéo trận đấu vào loạt đấu súng cân não. Nhìn Mbappé, chúng ta có thể tìm ra được hình ảnh huyền thoại Zidane ở World Cup 2006, khi mà ông đã qua thời kỳ đỉnh cao nhưng vẫn gồng gánh lập lờ đi đến trận đấu cuối cùng. Và có lẽ sau gần 2 thập kỷ, người Pháp mới lại có được một biểu tượng mới sau Zinedine Zidane, đó là Kylian Mbappé. Nhưng đi kèm với những trách nhiệm và thách thức nặng nề. Kế thừa chiếc băng thủ quân từ Hugo Lloris, Kylian Mbappé sẽ phải mang trong mình những trọng trách và đối mặt với nhiều thách thức nặng nề. Tre già mang mọc, Pháp vẫn đang sản sinh những lứa cầu thủ tài năng kế thừa thế hệ vàng vô địch World Cup 2018. Vẫn còn đó hai sân chơi quan trọng trước mắt là Euro 2024 và World Cup 2026. Với một đội hình toàn sao, Mbappé phải hết sức tập trung để tránh xảy ra những đợt sóng ngầm trong phòng thay đồ. Những ký ức về cuộc đại loạn trên đồi Knysna ở World Cup 2010 là một ví dụ. Điều mà Mbappé nói trắng ra là khá dở. Mbappé thậm chí đã từng rất nhiều lần trở thành tâm điểm trong những vụ lục đục nội bộ từ PSG đến cả đội tuyển Pháp. Tháng 8 vừa rồi, Mbappé đã có màn tranh đá penalty với Neymar trong trận gặp Montpellier tại Ligue 1. Vụ việc căng thẳng đến nỗi ban huấn luyện PSG phải tổ chức một buổi hòa giải để xoa dịu hai cái tội lớn. Hay mới đây nhất, việc huấn luyện viên Galtier chọn làm đối phó của PSG cũng đã khiến cho Kimpembe bất mãn. Còn ở trên tuyển,
sự tái xuất của Benzema đã khiến Mbappe không còn được đưa ra chọn làm trung tâm của lối chơi, nên anh đã có những thái độ hàng học một cách công khai, khiến cho De Schaaf phải đuổi khéo Benzema. Từ sau Euro 2020, hay nói đúng hơn là từ sau cú sút Ben hỏng ăn quyết định trước Thụy Sĩ, Mbappe đã không còn giữ được phong độ tốt như giai đoạn trước khi Covid-19 xảy ra. Trải qua rất nhiều trận đấu, nhiều người chỉ để ý đến những pha bóng ích kỷ và vô duyên của Mbappe, những lần mà anh tỏ thái độ nóng giận với đồng đội và sự thiếu chuyên nghiệp với cả ban huấn luyện. Và đỉnh điểm là sự việc ồn ào, tiêu hao giấy mực của bao dở nhất chính là thương vụ chuyển nhượng sang Real Madrid vào mùa hè 2021. Mặc dù ước mơ của Mbappe là được khoác áo của câu lạc bộ của Tây Ban Nha, nhưng chính sự nuông chiều thái quá của PSG và sự can thiệp của cả tổng thống Pháp đã khiến Mbappe trở thành một ông vua con tại công viên các hoàng tử. Cũng khó trách bởi vì sức ảnh hưởng của Mbappe quá lớn. Nhưng thật may, Mbappe không phải một dạng cầu thủ thích nuông chiều bản thân, sống xa hoa bung xõa. Trong thế giới bóng đá hiện nay, thật khó tìm được một cầu thủ ngoan hiền, lành mạnh như Mbappe. Sau mỗi giờ tập hay sau mỗi trận đấu, anh đều về nhà với gia đình. Tiền đạo người Pháp chủ động tránh xa những bữa tiệc tùng thâu đêm, những sự kiện hào nhoáng và chăm chỉ tập luyện, nâng cao trình độ bản thân, giống như thần tượng từ nhỏ, Cristiano Ronaldo. Chung quy lại, Mbappe là một cầu thủ tài năng và xuất sắc. Anh chỉ mới 24 tuổi và vẫn còn rất nhiều thời gian để có cơ hội gặt hái những danh hiệu lớn như Champions League, Euro hay thêm một World Cup nữa, bên cạnh những người đồng đội xuất sắc như Messi, Neymar, nếu Mbappe vẫn giữ được sự bản lĩnh và đẳng cấp ở những thời khắc quan trọng. Như người ta vẫn thường nói, muốn ngồi ở một chỗ không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được, và Mbappe đang rơi vào trường hợp đó. Bước lên đỉnh cao danh vọng, gặt hái được nhiều thành công ở độ tuổi quá sớm, Mbappe giờ đây đang phải chịu sự bủa vây từ truyền thông về vấn đề làm sao để duy trì được phong độ đó. Những ồn ào không đáng có bắt nguồn từ cái tôi lớn, cá tính mạnh cùng sự nuông chiều từ môi trường xung quanh là những gì mà Mbappe cần phải nghiêm túc suy ngẫm. Hy vọng rằng với vị trí đội phó của PSG và tấm băng thủ quân sắp tới của đội tuyển Pháp, Kylian Mbappe sẽ vẫn luôn biết rằng câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia rất cần anh. Các danh hiệu đang chờ anh, các cầu thủ trẻ đang cần anh dìu dắt, và ngôi đình huyền thoại vẫn đang vẫy tay chờ Mbappe tiến vào. Dù có thế nào đi nữa thì với một đội trưởng mới của tuyển Pháp, chúng ta có thể kỳ vọng vào một thế hệ gà trống vàng thành công tiếp theo của đất nước hình lục lăng.